Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh giới thiệu về sản phẩm của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại giới thiệu cho mọi người thêm một cái sản phẩm khác, một sản phẩm mới. Như kiểu đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một quyển sổ, một cái quyển sổ Caro màu hồng rất là xinh, có hình quả dâu này, được in ngũ lấp lánh. Đằng sau này chúng ta sẽ có thông tin về thông số của cửa sổ này, sẽ có chiều dài chiều rộng là 79 x 112 mm. Ở đây chúng ta còn có những kiểu nó sẽ có các phần màu ấy mọi người. Thì ở đây chúng mình sẽ có đây, như kiểu đây thì sẽ là một cái hình, một cái phần màu hồng check memo đấy, sẽ là phần màu hồng này. Nó sẽ có một cái hình ở đây, và đến cái hình thứ hai màu vàng sẽ là một chú thỏ ở đây, chú thỏ hai quả dâu đó. Phần thứ ba này sẽ là một màu xanh nước biển, một cô bé và một quả dâu. Phần cuối cùng này sẽ là một màu tím, một vẫn là một chú thỏ đang ôm một quả dâu đây. Giấy rất là mỏng, rất là dày dặn, rất là dễ viết. Cái màu sắc của giấy thì cũng là cái màu cam cam ấy mọi người. Đó, để không bị đau mắt này, chúng ta còn có cả những cái chấm lề nữa, thì mọi người có thể căn chỉnh sổ lá xo nhé, nên là rất là chắc chắn, sẽ không sợ là bị bung hay là bị đứt ra. Đấy, không sợ bị bung bị đứt ra, và nó cũng có chia cho mình các mục ấy, đây như thế này, những cái mục nhỏ nhỏ như thế này để mình có thể chia nó ra. Cái quyển sổ caro màu hồng đó, thì cái phần gáy đằng sau này nó sẽ dài hơn, để mà nó giúp cho cái phần này nó không bị gãy, bị đứt. Rất là xinh, rất là yêu. Sổ rất là cưng đúng không ạ? Đó, nó cũng rất là nhỏ gọn, nó có thể để vào túi, ví, bất kể cái gì đấy, mình có thể mang đi rất nhiều nơi, rất là ok. Thì kênh thì video review của mình về cái quyển sổ đến đây là hết rồi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.